Từ xưa xin chào quý vị nha. 3-4 ngày nay là mình ở tất cậu mình quay suốt. Thì mình canh những cái cảnh ga chạy lấy đá đó. Thì hôm nay thì từ xưa cũng thấy mấy chiếc ghe này đang dời đi. Để làm gì đây? Tàu cái nha, chiếc này làm gì đây? Đoàn ghe này là thích inox lắm, ông chủ này chơi inox là nó thiệt, chơi dữ nhất, mạnh nhất, inox dữ dằn lắm. Ở Kiên Giang nè, có mình ảnh lắp inox là nhiều nhất đó, biết rằng ha. Làm gì đây, chờ xem nha. Này bề ngang 6 mét mấy nha. Sàn khô 4 chân, bô lửa inox, xài lô bả nha. Cabin thì 2,5 tầng. Dài 24-25 mét nha quý vị. Tàu cái này thấy ốp inox không? Thích inox không mà. Dời ghe làm gì đây? Đi lấy đá đó. Hai chiếc này là hai chiếc đực nha. Còn hai chiếc này là hai chiếc cái nha. Còn ghe này cái đực là khác nào nghe quý vị. Chơi nhiều cái độc không à. Hiện giờ từ siêu thấy hình như là chiếc tàu cái nha, mới lấy đá xong. Tàu cái nghe quý vị, mới lấy đá xong, giờ chạy về bến nha. Carrier 94517TS, hai máng neo. Quá chạy rồi, quá chạy rồi. Kéo sóng kìa. Mỗi lô ốp inox. Lương đụng chợt nước là ốp inox đều luôn. Wow, dáng đẹp nha. Nhìn kỹ lại thì nó bề ngang cũng cỡ 6m2 nha quý vị. Phụ bị cũng 6m mấy á. Ngồi ghe xài lô bả nha. Sàn khô 4 chân, cabin 3 tầng, cabin K38 nha. Lại khúc này từ từ lấy xíu nha. Ở đằng đây chiếc tàu cái nó đang quay đầu. Chiếc tàu đực này chạy đi lấy đá luôn rồi nha. Carrier 93998TS, tàu đực nha, hai máng neo, xài size Jicoro, gắn máy lạnh luôn, cabin 2,5 tầng.
khoảng 6 mét đổ lại nha. Về 23, 24 mét. Ồ, có xài pin năng lượng mặt trời nữa nha. Chiếc tàu cái này nó làm gì đây? Clip trước là mình có quay cái em này lấy đá về bến. Hôm nay chắc dời ghe cho gọn quá. Vậy là về vô đây nha. Bến quẩn ở đây. Giờ đây coi ảnh làm gì đây. Nói chứ bây giờ muốn đóng một chiếc ghe gì á, tốn tiền lắm nghe quý vị. Tiền bạc chịu không nổi đâu. Vật tư lên, keo lên, bù lon lên. Quý vị nếu mà hiện giờ cầm giá là 8 tỷ đóng chiếc này không giờ đủ. Cây thường thôi nha. Nếu mà cây khối hai mấy triệu chắc là trên 10 tỷ đó. Giấy tờ rồi đủ thứ các kiểu. Vô đóng mới đi. Biết được tiền đổ ra như thế nào nha. Mấy chiếc này lắp keo là từ giá là 4-5 lớp đổ lên á. Không phải lắp ít đâu. Lắp keo dày lắm mấy chiếc này. Nội mà cái dàn inox không là trên 100 triệu rồi. Xa. Ôi tùm lum hết trơn á. Máy điện định vị. KR93999TS. Nhìn số đẹp quá. 9 nút. Ồ, quay đầu rồi. Lấy đá rồi. Em này là gò má sợi vuông nha. Gò má sợi vuông. Quá phê. Wow. Chứa nước đá thẩm mũi thì sẽ nhổng lái, nhìn đẹp lắm. Wow, hiện giờ từ siêu thấy một chiếc tàu cái nha. Thân màu đỏ, xanh, trắng. Tàu cái nha quý vị. Bề ngang 6 mét đổ lại nha. KR94397TS. Cabin 2 tầng rưỡi. Ghe hiếu nghĩa nha.
tại Lô Bả. Thằng khô 4 chân. Ồ, chạy máy K38 nha quý vị. Chiều dài nó 23-24 mét, khoảng đó đó. Inox. Ồ, lại là một chiếc tàu đực nữa nha. KR95335TS. Chiếc này nó 5m8, 5m9 nha quý vị. Khoảng đó đó. Xài xa. Cẩu cũng cao nè. Em này lúc trước làm cái nha. Bổ trâu để bên ngoài. Cabin 3 tầng, 2 tầng rưỡi, 3 tầng đó. Xa đơn nha. Xa truyền dây cu ro. Nó dàn mát, nó không có chân nào đó. Lấy hai cái chân chổi phía dưới nữa cũng được. Chiếc này dài có 22 mét đổ lại nha. Phía sau nè, cầm dây đó là nhà vệ sinh của mấy anh ngư phủ đó.